Hello, xin chào toàn thể anh em và các bác quay trở lại với kênh của em Thanh Phạm, chuyên hàng Nhật bãi Mỹ Đức. Đó. Thì lâu lắm rồi em mới lên lại cái video, còn là hoàn toàn là em lên trên live. Thì hôm nay ngày chủ nhật em lên một cái video để giới thiệu cho các bác những cái mặt hàng anh em quan tâm, nếu mặt hàng nào thì có thể liên hệ với em nhé. Đó. Thì cái video này thì nó cũng là gần cuối năm rồi. Đó thì anh em và các bác nào chưa mua được cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em luôn. Và em tranh thủ em gửi hàng cho các bác kịp trong cái thời gian cuối năm này. Đó. Thì cái những cái đơn mà các bác đặt trước rồi á thì em hoàn toàn em đã gửi hết rồi. Nhưng mà do cái nhu cầu sắm sửa cuối năm này nó cao nên là đơn vị vận chuyển nó sẽ chậm hơn những ngày thường, và có một số đơn nó đang bị trục trặc một chút là vì do đơn vị vận chuyển, thì bên em đang cố gắng để xử lý, nên là mong các bác thông cảm cho em Thanh nhé. Và em cố gắng nhất có thể để cho anh em và các bác có hàng để dùng trong những ngày cuối năm này và đón một năm mới thật là bình an và mạnh khỏe. Chúc các bác và mọi người thật là có sức khỏe dồi dào và làm ăn này phát đạt. Và để đi vào chi tiết video thì em sẽ lên chi tiết một số cái dòng sản phẩm đó. Thì anh em nào lần đầu tiên lướt qua kênh thì có thể là ủng hộ em thêm một nút like và một nút đăng ký kênh đó. Thì thường tối thì em vẫn like đó, vào thứ hai thứ bốn thứ sáu và có thể là vào hôm cuối tuần là chủ nhật. Thì đấy, thì anh em đón xem và em sẽ sell những cái mặt hàng nó giá nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều đó. Thì để đi vào chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho mọi người vẫn là một cái mẫu đèn pin Nhật này đó, là một cái mẫu dòng siêu sáng này đó. Anh em và các bác quan sát trên màn hình thì em chỉ còn vài con thôi. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ luôn nhé. Đó, thì giới thiệu luôn là con đèn pin này. Nó là dòng đèn pin siêu sáng của Nhật mọi người nhé. Kích thước của nó là 10cm này. Đấy, đầu đèn của nó là đầu đèn cực to, cực sáng luôn. Nó là bóng đèn LED. Đó, công suất của nó là 2x3W này mọi người này. Đấy, thương hiệu của Tokyo Japan này. Đó, nó sạc thì anh em cứ sạc cắm, nó bao gồm cho mình một cái dây đeo và cục sạc nhé. Anh em cứ cắm điện 220V là được rồi. Đó, chỉ số IP của nó là 66 này. Con này có khả năng kháng nước được này. Đó, thì anh em đi mưa gió thì thoải mái luôn. Đấy, nhưng mà tránh trường hợp là rơi dìm xuống nước. Dìm xuống nước thì nó sẽ không an toàn được. Đó, thì em sẽ không đảm bảo được cái độ an toàn khi dìm xuống nước. Chỉ trong trời mưa thôi mọi người ạ. Đó, thì con này nó dùng rất là ngon, cực sáng luôn. Em nói các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em soi cái biển số của em này là không nhìn thấy một chữ gì luôn. Đó, thì nó có hai cấp độ này, một cấp độ sáng vừa và một cấp độ sáng mạnh này. Cái vòng tỏa của nó ấy, nó rất là rộng nhá. Anh em dùng rồi, anh em có thể là feedback cho em một chút. Đó, thì giá của nó là 410.000 nhá mọi người nhá. Trên live của em giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đấy, anh em cứ đón xem trên live. Đó, giá của nó là 410.000 nhá. Đó, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu anh em mua đơn hàng từ trên 500.000 trở lên, em sẽ miễn ship. Đó, sẽ hỗ trợ cái phí vận chuyển. Đó. Rồi, cái món đồ tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em cái mẫu cạo râu. Đấy, đây là cái mẫu cạo râu mới nhất của bên em đang mới về này. Saver này. Đó, thì em lên live thì có một số bác hỏi là cái máy cạo râu đây, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Con này nó có rất là nhiều chức năng nhé mọi người nhé. Nó bao gồm cho mình một cái đầu tai cầm này. Đấy. Đầu mát xoa này. Đấy, thì con này nó bao gồm cho anh em một cái đầu này. Đó, một cái đầu này. Đấy, và các chức năng này. Đây là chức năng mát xoa này. Đó, chức năng này cũng là chức năng mát xoa, xoa mặt này. Đây là chức năng cạo râu này. Đó, và chức năng là cắt lông mũi này mọi người này. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Nó bao gồm cho các bác là một cái dây sạc adapter này. Đó, anh em chỉ cần cắm vào đây và sạc vào cái ổ sạc điện thoại của mình là rất là ngon nhá. Rất là ngon. Em con này em đã sử dụng rất là nhiều rồi. Đấy, chính bản thân em đã sử dụng rồi. Đó, và có cả đầu cắt tóc nhá mọi người nhá.
cắt tóc cạo lông nhá. Em cắt trụi lông rồi này mọi người này, thấy không? Em cắt trụi lông rồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test thử cho mọi người nhé. Đấy, anh em chỉ cần việc thay thế thì chỉ cần cắm cái đầu này vào đây thôi. Đấy, cắm cái đầu vào thôi và bật nút lên là chơi thôi mọi người nhá. Bật nút lên là chơi thôi. Đấy. Cái này nó có cái phần ngả ngả như này. Đấy, nó có ba bên gật gù này để nó đưa lên những cái góc khuất như này. Đấy, anh em thấy không? Cái râu cái cằm của mình nó bị vát ấy thì mình sẽ ngửa lên là được. Nó vẫn sát như này mọi người thấy không? Nó vẫn sát như này được. Đấy, nó quay kiểu gì cũng được. Đấy, ba khe này. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon. Đấy, khi mà anh em dùng xong thì anh em có thể là ngửa lên như này. Đấy, ngửa lên hết đi để lau chùi vệ sinh ở trong này. Đấy, con này cắt rất là ngon. Đấy, con này thương hiệu của Saver này. Đấy, Saver 4D có các chức năng như là massage mặt này. Đấy, sự massage mặt, cắt lông mũi rồi là cắt cắt tóc các kiểu anh em nhé. Đấy, con này em cắt massage mặt cực sướng luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cực sướng luôn nhá. Anh em cắt râu dìa xong rồi anh em massage mặt tí nữa cực kỳ sướng luôn. Đấy, con này anh em sạc ở góc này. Con này bao tiền em ơi? Con này 300 anh ơi. Con này 300.000. Đấy, con này 300.000. Đấy các bác nhá. 300.000 anh em có một cái sản phẩm cực kỳ ngon luôn. Đó. Rồi để tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng dao Gunbo. Gunbo là một cái thương hiệu nổi tiếng của nước Nhật rồi. Đấy, của Nhật Bản rồi. Đó, anh em dùng sản phẩm này thì nó là cực kỳ là miễn chê luôn. Đó, cái nhu cầu mua sắm, nhu cầu ăn uống cuối năm này cực kỳ cao. Đó, thì anh em mua về một bộ về tặng cho gia đình hoặc là để cho nhà gia đình mình dùng rất là ngon nhá. Bây giờ em mở hộ, em bóc giới thiệu cho mọi người này. Đây, trong hộp của nó là một bộ của nó combo gồm có 2, 4 này, 4, 5, 6, 6 món này. Và hộp nữa là 7 nhá mọi người nhá. Hộp của nó này, thương hiệu Gunbo này mọi người này. Đấy, nó là dòng dao liền thân nhá. Dòng dao liền thân. Nó gồm cho anh em một cái giá đỡ này. Để anh em để trên bàn, anh em các bác để trên bàn cực kỳ là lịch sự mà tiện dụng nhá. Đấy, nó gồm đầu tiên thì gồm cho anh em một cái kéo cắt gà này. À, kéo nhà bếp này. Đấy, những cái dòng này không bao giờ dỉ nhoàn nhá mọi người nhá, mà cực kỳ sắc bén luôn. Trên thân thì nó in một in cái thương hiệu của Gunbo này mọi người thấy không? Đấy, mọi người thấy không? Cực kỳ là ngon lành phở luôn. Đó. Đấy, anh em thấy không? Đường nét tuyệt vời luôn. Đó. Đây là món đồ thứ nhất này. Món đồ thứ hai là một cây giũa này. Cây giũa này thì anh em dùng có thể là nhụt thì dao nhụt thì anh em có thể là liếc qua một cái này. Đấy. Con thứ ba là con chuyên gọt hoa quả trái cây này. Đấy, cực kỳ ngon luôn nhá. Con thứ tư này. Con thứ tư là con thái bản lớn này. Đấy, đây thứ ba trước. Thứ tư là con thái bản con thái rau thái củ quả này. Thái thịt này. Đấy, thương hiệu của Gunbo này, anh em có thể quan sát này. Đấy, Made in Japan này. Nó là dòng thân liền này. Đấy, trên thân tay cầm thì nó thiết kế những cái lỗ lốm chốm tổ ong này để tránh cái độ trơn này. Đấy, nó làm độ ma sát cho mọi người. Đấy, cầm rất là ngon luôn. Nó trọng lượng khoảng 2 lạng thôi. Đấy, anh em thái gọt các thứ là rất là tuyệt vời, nhẹ nhàng. Đó. Rồi, tiếp theo là con dao thái nhá, dao thái bản lớn này. Đó, con dao thái bản lớn này, anh em thấy không? Tay em bẩn nó có vân tay ở đây. Đó. Đây, thương hiệu Yushinkin này của Japan này mọi người thấy không? Đấy. Tay cầm nắm của nó thì cực kỳ vừa vặn luôn. Anh em cầm không bị mỏi tay nhá. Cái con bàn dao thái bàn lớn này thì anh em có thể là thái những cái vật thể mà nó dày, nó rắn hơn một chút này. Đó, còn con thái bàn nhỏ này. Đấy, con thái rau củ quả này thì anh em nên thái thịt thôi nhá, thái thịt thái rau thôi. Đó, nếu anh em thái cái vật thể cứng ấy, đây anh em thấy cái lưỡi của nó rất là mỏng này. Nó mỏng để nó có một cái độ sắc bén lâu dài. Đó, thì anh em nên dùng cho nó cẩn thận. Đấy, chỉ riêng mình thái thịt thôi, thái thịt và thái rau thôi. Thì cái lưỡi của này nó sẽ không bị cong vênh. Đó, lưỡi mà bị cong vênh thì
nó sẽ là hỏng dao. Đó, nếu mà thái vật thể cứng thì anh em có thể dùng con này nhá. Đấy, con thái bản cao, bản to này. Rồi tiếp theo là con dao chặt nhá. Đấy, con dao chặt này dao động từ 56 lạng này. Tay cầm rất là vừa vặn mọi người nhá. Con này chặt thì chặt gà, chặt vịt. Đấy, rất là ngon luôn. Nó vừa tầm. Nó không bị mỏi tay, mỏi tay khi chặt. Đó, anh em thấy không? Thương hiệu của Gunbo này, mọi người này. Đấy, thương hiệu của Gunbo Japan này, mọi người thấy không? Cực kỳ ngon luôn, hàng thân liền. Hàng thân liền. Đó. Anh em dùng sản phẩm này thì miễn chê luôn, anh em ạ, mắc phê luôn. Đó. Và bao gồm cho chúng ta một cái hộp đựng này. Một cái đế đựng này. Đấy, đế đựng của nó làm cực kỳ tuyệt vời luôn, mọi người thấy không? Đấy, dưới này là in thương hiệu Gunbo này. Và dưới này có những cái chân lót để tránh nước này, nó khi đặt trên bàn bếp nó bị trơn này. Và có những cái lỗ róc nước nhá mọi người nhá. Đấy. Thì bên em đang bán với giá là 1.490.000 này. Đó, thì em đang xả kho và sell cho mọi người với cái giá là 1.350.000 mọi người nhá. 1.350.000. Đấy. Thì anh em quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Đó, rồi tiếp theo sản phẩm khác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em có cái mã lẻ cho mọi người nhá. Mã lẻ cho mọi người. Nó gồm một con dao chặt combo và một con dao gọt hoa quả. Tổng combo này là 650.000 nhá mọi người nhá. Tổng combo 650.000. Nó hàng nó cũng như là hàng ở trong hộp kia, trong cái khay đựng kia. Nhưng mà nó chỉ có 3 con thôi. Đấy, nó chỉ có 3 con thôi. Combo này là 650.000 này mọi người này. Đấy, 650.000 combo này nhá. Anh em dùng mắc phê luôn. Em thề với anh em là anh em dùng chỉ có sướng trở lên thôi. Đó, anh em là quan tâm thì có thể liên hệ với em nhá. Rồi, tiếp theo là giới thiệu cho mọi người cái con dao chặt nhá. Đấy, anh em không nhà có đầy đủ dao rồi thì mua thêm con dao chặt. Đó. Con này của thương hiệu Sekimgo Roriku. Đấy, nó là thương hiệu một thương hiệu của bên nước Nhật Bản mọi người ạ. Đấy, anh em có thể là nhìn và tham khảo này. Trên này nó tạo một những cái đường vân để tránh những miếng thịt nó dính vào bản dao nhé mọi người nhé. Đấy, tay cầm này. Tay cầm thì nó được làm bằng gỗ khắc vân này. Vân đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đế này. Đế cán này độc bọc một lớp một lớp nilon này. Đấy, cực đẹp luôn nhé mọi người nhé. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, anh em và các bạn có thể là quan sát này. Đấy, con này bản nó lớn, độ nặng của trên này nó văng xuống thì cũng là rất là ok. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương vẫn đều được nha mọi người nhá. Đó, chặt gà, chặt xương vẫn đều được. Đó, con này giá của nó là 320.000 nhá mọi người. 320.000 một con dao chặt. Đấy, anh em bảo là con dao chặt vân. Đó, thì anh em mua con dao chặt này. Đó, thì anh em gọi cho em. Đó, thì anh em bảo cho em là anh lấy con dao chặt vân giá là 320.000 nhá. Đó. Rồi, hôm nay giới thiệu cho mọi người mấy cái dòng dao sưu tầm nhá. Đó, thì em về một số cái dòng dao sưu tầm này. Đó, anh em nào quan tâm liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đó, thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người con dao của Mỹ này. Đấy, dòng dao sưu tầm này. Đó, model in USA này. Đấy, con T-Master. Ok. Đó, con này cực kỳ ngon luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Anh em có thể là dở ra được như này này. Đấy. Khi mà cái phần đáy này anh em có thể gập vào được này. Đấy, cực kỳ ngon luôn này. Anh em thấy không? Con này con siêu tầm của Mỹ này. Đó, anh em thấy không? Cái con này thì anh em dùng siêu tầm thì không thể nào bỏ qua được, nó cực kỳ độc đáo luôn mọi người nhá. Đấy, trên này nó có những con ốc vít lục giác này. Đấy, sao này. Đấy, sao không phải lục giác nhá. Ốc sao hoa thị này. Đó, cực kỳ ngon luôn. Ốp hai viên gỗ này. Đấy, cực kỳ ngon luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Thì con này giá của nó là 450.000 nhá mọi người nhá. Đấy, anh em mà dùng thì gập vào nó như này. Đấy, anh em thấy không? Gập nó vào. Đấy, mình ngửa ra này. Ngửa ra này. Gập cái này vào này. Đấy. Con này thì anh em dùng trong cái môi trường là siêu tầm luôn nhá. Đấy, đừng dùng trong công việc nó không thiết thực cho lắm thì nó rất là nguy hiểm này.
Đó, giá là 450.000 này. Đấy, nó bao gồm cho anh em một cái túi vải nhá. Một cái túi vải này, anh em đựng vào đây rất là ngon lành luôn. Ngon lành phở luôn nhá. Đấy, bỏ ra trong này. Đấy, rất là ngon lành phở luôn. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon lành phở luôn này. Đấy, rất là ngon nhá. Giá là 450.000 trên một con dao là của Mỹ nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu cho mọi người con dao của Mỹ tiếp theo là con dao này. Đó, đây là con dao Bowing nhá. Anh em bảo là anh lấy con Bowing này. Đấy, con này cũng là một con dao gấp. Đấy, anh em thấy không? Con này thương hiệu Bowing. Đấy, của Mỹ này mọi người nhá. Đấy, anh em dùng cách dùng của anh em thì nếu muốn ấn gập xuống ấy. Muốn gập xuống ấy thì mọi người gạt cho em này qua này. Đấy, và ấn xuống này. Đấy, rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, mở ra thì nó cũng là mở ra bình thường thôi. Đó, gập vào thì ấn cho em này xuống. Đó. Thì đằng góc này là có cho ta một cái bật điên này. À, sorry cho mọi người, một cái đầu cắt dây này. Đấy, giống con đèn pin Nhật đấy, đèn pin cảnh sát Nhật đấy. Đó, con này là đầu cắt dây nhá mọi người nhá. Bên hông này là nó một cái thanh gài cặp quần này. Đó, và nó làm những cái đường nét, đây là ốp nhựa này và đây là hợp kim nhá. Đấy, anh em thấy không? Cực đẹp luôn. Đó, giá chỉ có 250.000 trên một con thôi. 250.000 trên một con này, cực kỳ ngon luôn. Để em dở cho anh em xem. Đấy. Cực kỳ ngon nhá, cực kỳ ngon luôn. Đó, anh em và các bạn có thể là quan sát này. Đó, số điện thoại kia anh em cần quan tâm thì có thể liên hệ với em nhá. Đấy, số điện thoại đó. Rồi, tiếp theo là lên cho anh em một con dòng dao Nga nhá. Đấy, con dao Nga này tuyệt đẹp luôn mọi người nhá. Giá của nó là cũng 250.000 trên một con. Đấy, con dao Nga này dành cho anh em sưu tầm này. Đó, cực đẹp luôn mọi người ạ. Cái tay cầm của nó làm này cực kỳ tuyệt vời nha mọi người nhá. Đấy, cầm rất là ngon, dành cho anh em đi rừng đi phượt. Đấy, hay gọt hoa quả các thứ này, hay vót những cái đồ mà để mà cắm trại này. Nó rất là tiện lợi nhá mọi người nhá. Đó, rất là ok. Rồi, tiếp theo là em còn một bộ kéo cắt tóc này. Đấy, kéo cắt tóc là thương hiệu của Kai này. Nó bao gồm cho anh em một cái hộp đựng này rất là ngon này. Giá là 250.000 trên một hộp nhá. Đấy, bộ cắt tóc này, giới thiệu cho mọi người luôn. Đấy, dành cho anh em chuyên cắt tóc ở nhà cho các em nhỏ. Đấy. Đấy, kéo này là thương hiệu của Kai nhá mọi người nhá. Thương hiệu của Kai này. Đấy, anh em có thể là quan sát này. Đấy, rất là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đầu vào đầu bằng nhá. Đầu bằng này. Mọi người thấy không? Đầu bằng này. Nó không nhọn như các cái dòng dao ở dòng kéo của Việt Nam. Nó nhọn hoắt ấy, mình cắt mình đâm bố vào đầu. Đó, rất là ngon nhá mọi người nhá. Rất là ngon, giá 250.000. Và đây là một cái dòng kéo tỉa này mọi người này. Đấy, dòng kéo tỉa này. Đấy, anh em và các bác có thể là quan sát nhá. Đây dòng kéo tỉa này, logo nó khắc trên thân này. Đấy, thương hiệu Kai này, Japan này. Đó, con này cắt cực ngon luôn, tỉa cực ngon luôn. Đấy. Tỉa cực ngon luôn nhá mọi người nhá. Tỉa cực ngon luôn. Giá là 250.000. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với em nhá. Đây là con khò Flamingan này. Giá của nó là có 100.000 đồng trên một cái đó mọi người nhá. Đây, để em lấy cho ánh sáng cho nó đẹp. Đấy, giá của nó 100.000 đồng. Con này có thể đánh lửa được mọi người nhá. Đánh lửa để dành cho anh em chuyên nhóm lửa này, khò hàn, khò các kiểu này. Đó. Tiếp theo là lên cho anh em một con mã độc đáo này. Đó, con này cực kỳ to luôn. Đấy, anh em thấy không? Cầm rất là to này, làm tay này. Đấy, con này giá của nó là 200.000. Con này cực ngon luôn mọi người ạ. Đấy. Nát miru này. Đấy, cực ngon luôn. Cái đầu da của nó này, anh em thấy không? Cực khỏe, kỳ khỏe luôn, 200.000 trên một con này nhá. Đấy. Cũng có đánh lửa nha mọi người nhá. Rồi, tiếp theo là có hai con khò đồng đúc nguyên này. Đấy, là một con này là giá 150.000 này. Đấy, đúc đồng này. Con này khuyết điểm của nó là mình phải mồi ga, nó không tự đánh lửa được. Nhưng mà như ưu điểm của nó là dùng nó bền bỉ. Đấy, sờ đây nó không bị nóng này, nó chỉ nóng nguyên cái phần đầu này thôi. Đấy, là 150.000 nhá mọi người nhá. Còn cái dòng khò gai đôi này, đấy, cực khỏe luôn.
cực khỏe luôn mọi người ạ. Đấy, giá là 250.000. À, sorry mọi người, giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng trên một cây khó đôi nhá. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo là giới thiệu cho mọi người là bộ cắt móng tay này. Đấy. Bộ cắt móng tay 3 này của thương hiệu Winding của Đức nhá mọi người nhá. Thương hiệu Winding của Đức này. Đấy, có hai hình người này, cực kỳ ngon luôn. Anh em cái này có mã vạch cho mọi người này. Đấy, mọi người về quét này. Đấy, anh em thấy không? Anh em dùng cái dòng sản phẩm này để làm quà biếu, quà tặng, dùng trong gia đình rất là lịch sự luôn. Đó. Đây em đã bóc thử cho anh em quan sát này. Đấy, có bấm móng nhỏ này, bấm móng lớn này, bấm khoe móng này. Anh em dùng con này về tặng biếu thì tuyệt vời luôn. Đấy, anh em thấy không? Nó bao gồm cho anh em một cái hộp nhựa nhôm nhá, bằng nhôm. Đây, để em ra đây quay cho nó sáng này. Đấy. Đấy. Đây là một cái mẫu nhỏ này. Một cái mẫu nhỏ này. Đây là phần đựng rác nhá, đựng móng tay này. Cắt nó không bị bong bong ra ngoài mọi người ạ. Cắt nó không bị bong bắn ra ngoài đối phương. Đấy, đôi khi cắt những cái dòng rẻ tiền nó bắn bụp vào mặt người khác bên cạnh thì rất là phiền phức nhá. Đấy, đây là cái dòng cắt khoe móng này. Mọi người thấy không? Cắt khoe móng này. Đấy, thương hiệu Winding này. Đấy, cực ngon nhá. Cực ngon nhá. Giá là 250.000. 250.000 trên một hộp này. Anh em về sử dụng làm quà biếu, quà tặng cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo là giới thiệu cho anh em một cái thùng đồ của Đức nhá. Đấy, thùng đồ 3 tầng của Đức. Đấy, anh em thấy không? Đây, em để trong này mấy cái nữa này. Đấy, còn có gần chục cái nữa thôi. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ nhá. Đấy, thì để vào đi vào chi tiết thì em sẽ giới thiệu cái dòng thùng đồ này cho anh em để anh em nắm bắt được cái thông số của nó nhá. Đó. Cái thùng đồ này tổng chiều cao của nó này, mọi người thấy không? Đấy, 21cm này. Đấy, anh em và các bạn có thể là quan sát nhé. Để em zoom vào cho anh em quan sát này. Đấy, là 21cm này. Chiều ngang của nó này. Chiều ngang của nó là 20, cũng là 21cm mọi người ạ. Đó, 21cm. Đó, bên Đức này nó thích chơi số lẻ mọi người nhé. Đấy, mỗi tầng là 5cm nhé. Mỗi tầng là 5cm này. Đấy, mỗi tầng là 5cm nhé. Mỗi tầng 5cm hết, tầng dưới này. Tầng dưới là 10cm này. Đấy, riêng về tầng dưới là 10cm nhá. Đấy, chiều dài của cái này là 42cm này. Đấy, chiều dài của thùng là 42cm này. Đấy, anh em và các bạn có thể là quan sát kỹ này. Quan sát kỹ cái thùng này nhá. Đấy. Giá của nó là 450.000 nhá mọi người nhá. Là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó. Thì bên em sẽ có hỗ trợ cho anh em một chút cái phần vận chuyển nhá, tại vì cái này nó cũng hơi tương đối là nặng. Đó, cái chỗ này phần này là nó có thể là khóa được này. Đấy, nó có lỗ khóa này mọi người. Đấy, anh em mở ra nhá. Mở ra được đồ rất là ngon này. Đó. Đấy, tiếp theo này, em sẽ mở ra cho anh em xem nhá. Đấy. Mở ra này, mở cả cánh này này. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Cái phần thùng dưới này anh em có đựng máy móc rất là thoải mái luôn này. Đấy, đựng 2-3 con máy hàn, máy khoan dây được này. Đấy, những cái phần bên trên này anh em có thể đựng những cái vật thể như là tô vít, máy đầu vít các kiểu linh tinh được. Đó, dùng rất là ngon luôn nhá. Đấy, con này đang phân phối với cái giá là 550.000 mọi người nhá. 550.000. Đó. Thì anh em và các bạn có thể là cần liên hệ thì có thể mua sản phẩm thì có thể liên hệ với em nhá qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon lành luôn này. Rất là ngon lành luôn. Đó, rất là ngon lành nhá. Đấy, để tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng bơm 2T nhá. Bơm này là của thương hiệu Tanley của Nhật Bản mọi người ạ. Đây, em sẽ xem cho anh em quan sát này. Đây là một cái dòng thương hiệu Tanley này, mọi người thấy không? Đấy, và đợi em chút để em thu phóng lại cho nó nét nhá. Đây, đây là một thương hiệu Tanley này, mọi người thấy không? Con này là con dòng bơm T 2T nhá mọi người nhá. Khung sườn của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Nó còn là hàng đẹp đến 99% mọi người nhá. Hàng cực đẹp luôn, dưới đế này. Nó có những cái đầu cao su lót này để chống chày sân, chống chày nhà khi mà mình đứng mình giận. Đó, mình bơm tối đa khoảng tầm 10 cân, nhưng mà chắc bơm cũng chẳng đến 10 cân đâu. Đấy, thì con này con bơm ô tô này, bơm xe máy này, bơm ô tô, bơm xe máy, xe đạp, bơm bóng bay, bơm các kiểu được nha mọi người nhá. Đó, thì anh em này thấy không? Đấy, rất là ngon luôn này. Đấy.
đấy, rất là ngon luôn. Đấy, cái dây này dây của chịu áp lực nhá, đấy cực kỳ tốt luôn. Đấy, đấy em bơm lên, đấy anh em thấy không, lên tới 4 cân rồi. Đấy, anh em thấy nhá, đây để em bơm thử cho anh em quan sát này. Đó, đây nhá, đấy, hơi của nó cực kỳ khỏe luôn, hơi của nó cực kỳ khỏe luôn nhá mọi người nhá. Đấy, hơi của nó cực kỳ khỏe luôn. Đó, giá của nó là 350.000 nhá. Nhưng trên like thì em lúc nào nó cũng rẻ đấy. Anh em đón like của em á thì em sell mạnh tay lắm. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Anh em dùng xong anh em ấn cho em cái này vào và gạt cho em này hai bên nhá. Hai bên nhá. Đây, hai bên. Đấy thì nó cực kỳ là gọn gàng luôn. Đấy, cực kỳ là gọn gàng luôn. Đó anh em thấy không? Nó ngon hơn những cái con mà bơm điện anh em nhá. Đó. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho mọi người hai cái dòng túi này. Dòng túi hai khóa này, túi đựng đồ hai khóa và ba khóa nhá. Đấy, con này dòng màu xanh của thương hiệu như kiểu là màu của quân đội ấy mọi người nhá. Hai khóa là 270.000, ba khóa là 290.000. Thì em có review rồi những cái mẫu này rồi. Em sẽ đi qua nhanh thôi. Và có dòng đeo thân nhá. Đeo thân này nó có những cái lỗ này để chúng ta xỏ tô vít, máy khoan, máy kiểu các kiểu này để dắt đấy. Đấy, đeo vào bụng nhé mọi người. Giá của nó là 100.000 đồng. Đó. Và một số những cái dòng như kéo cắt cành này, những bộ tay vít nhanh này, các kiểu này thì em sẽ giới thiệu sau nhé, để video nó hơi dài. Đấy, và máy nhiệt nhỉ. Máy nhiệt này, máy hàn ống nhiệt này, dây giúp dây thít này, và dây ống gen này, ổ khóa này, thước dây này, kéo nhà bếp này, rồi là dao dọc giấy này. Đó, bộ vít 24 và bộ vít 48 này. Đấy, ke góc vuông này, kìm cắt ống này, hai bình giữ nhiệt là cỡ lớn này. Đấy, đá mài này, rất là nhiều sản phẩm nhá. Bộ tô vít của Đức này. Đấy, dao Nga này. Đó, và bộ bộ vít bộ lục giác này. Đấy, dòng búa lùn của Đức này, búa lớn này của Đức này. Đấy, cực kỳ ngon luôn, chất lượng luôn nhá. Đó, và đèn pin cảnh sát Nhật này. Đó, kéo cắt cành ba loại nhá mọi người nhá. Cực kỳ rất là lắm sản phẩm nhá. Đấy, và một số trong sản phẩm chơi ngày Tết này. Đấy, khi bình đựng trà lớn này. Đấy, tuyệt đẹp luôn. Đấy, giá chỉ có 300.000 thôi. Bình này anh em đựng khoảng tầm 4 lạng này. 4 lạng chè này. Đấy. Bình nhỏ này là 2 lạng này, đựng được 2 lạng này. Giá là 250.000 này. Còn một ít trâu này. Đấy, còn ít trâu rừng này, gà tàn trâu rừng này. Đấy mọi người thấy không? Đấy, đựng rất là ngon luôn. Giá chỉ có 250.000 thôi. Đấy, và đựng hộp đựng tăm này. Đấy, hộp đựng tăm này. Hộp đựng tăm chân voi này cực kỳ ngon luôn. Đấy, và hộp đựng tăm bé nữa này. Đấy, anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em nhá. Đây, số điện thoại em đây. Đấy, và em Thanh đây nhá. Đấy, anh em quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, lần đầu tiên anh em xem video của em thì ủng hộ em thêm một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, thì để em có động lực, đấy, có những nhiều sản phẩm tốt và giá tốt cho mọi người sử dụng nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác ở những cái video sau. Đó, rồi ok, xin chào.